Dạ vâng, tôi Cố Trung Kiên xin chào tất cả anh chị ạ. Vâng, trong video giới thiệu sản phẩm lần này ạ, em sẽ giới thiệu tới anh chị hai tác phẩm Long Quy chế tác trên hai chất liệu gỗ khác nhau ạ. Vâng, như anh chị đang quan sát thấy đây, một chú ở phía bên tay trái của chúng ta chế tác trên chất liệu gỗ hương ạ. Còn chú ở phía bên phải này chế tác trên chất liệu gỗ nù kháo vàng anh chị nhé. Hai tác phẩm lần này dành cho những anh chị nào yêu thích những tác phẩm trên chất liệu gỗ nào thì sẽ có những cái lựa chọn cho mình như thế nhé. Vâng, cả hai đều do những nghệ nhân bên em làm, thế nên độ hoàn thiện chất lượng thì anh chị không phải bàn ạ. Cái với anh chị bây giờ hãy cùng em quan sát xem anh chị thích tác phẩm gỗ hương hay là thích tác phẩm gỗ nù kháo vàng thôi ạ. Chúng ta sẽ đi tới lần lượt từng chú một nhé. Đầu tiên em với anh chị sẽ cùng đi chiêm ngưỡng chú Long Quy bằng gỗ nù hương ạ, gỗ hương ạ. Như chị thấy đây, đây là thần thái chú Long Quy của chúng ta. Anh chị có thể nhìn thấy đây, đây là cái nét mặt của chú Long Quy chúng ta nhé. Vâng, nét mặt một chú rồng, đầu rồng của chúng ta đây ạ. Một kiệt tác đúng không ạ? Một tác phẩm rất là đặc biệt và tuyệt vời luôn ạ. Vâng, tác phẩm Long Quy đầu tiên này có lưng là lưng trơn đấy chị nhé. Vâng, lưng bên em chế tác thiết của lưng trơn luôn ạ. Vâng, để mục đích của em để mâm trơn này để cho anh chị có thể thấy được những cái đường vân gỗ tuyệt vời của chất gỗ ạ. Chất gỗ già đanh luôn chị nhé, với những đường chun sụn dài, những mắt cây cực kỳ già luôn ạ. Vâng, tác phẩm được làm chi tiết tỉ mỉ tới từng chiếc vảy rồng chị nhé. Anh chị có thể thấy những chiếc vảy này cũng được đục tơi kênh bong lên ạ. Em có thể sờ vào đây, độ kênh bong lên tơi 3D này chị nhé. Và tác phẩm này của chúng ta được đục liền khối 100% anh chị nhé, hoàn toàn là liền khối ạ. Chiếc đuôi của chú Long Quy anh chị nhìn thấy đây ạ. Vâng, với tác phẩm đầu tiên này anh chị cũng sẽ nhìn thấy được hai chú rùa nhỏ xinh xắn đấy ạ. Hai chú rùa con ở phía bên cạnh đấy nhé, hai chú rùa con đây ạ. Vâng, chú Long Quy của chúng ta thì đang bảo vệ đúng không, đang canh giữ với một viên ngọc rất là lớn ạ. Viên ngọc quý của chúng ta với đường chất gỗ cực kỳ dài, anh chị thấy đấy ạ. Những đường mắt gỗ đây cực kỳ dài đanh luôn chị nhé, đường vân gỗ quá tuyệt vời luôn ạ. Và với những con sóng đây ạ, được chạm khắc mềm nổi lên hết sức uốn lượn và mềm mại luôn chị nhé, giống như những con sóng thực sự luôn ạ. Dạ vâng, và chú Long Quy gỗ hương này ạ có kích thước chiều ngang 75, sâu 55 và cao là 30 anh chị nhé. Giá cho tác phẩm này chỉ có 7.900.000 đồng thôi ạ. 7.900.000 đồng cho tác phẩm Long Quy bằng gỗ hương này ạ. Giá này chưa bao gồm phí vận chuyển anh chị nhé. Những anh chị nào muốn chốt tác phẩm Long Quy này ạ thì hãy comment chữ chốt kèm theo số điện thoại. Vâng, chúng ta sẽ cùng di chuyển sang chú Long Quy thứ hai, một chú Long Quy chế tác chất liệu nu kháo vàng ạ. Như anh chị thấy đây, anh chị thích màu vàng của chất gỗ nu kháo vàng ạ, thì đây là một tác phẩm dành cho anh chị nhé. Một chú Long Quy rất là lớn ạ, với chiếc mai và với chiếc mai này cực kỳ nhiều hoa lu luôn ạ, với những bông hoa lu tròn xoe cực kỳ đẹp bắt mắt luôn ạ. Và đây là thần thái chú Long Quy của chúng ta anh chị nhé, thần thái cực kỳ dữ tợn luôn ạ. Anh chị nhìn thấy đây, những chiếc răng nanh đây. Long Quy là một con vật có thể giúp chúng ta chiếu tài lộc rất là tốt nhé, và cũng có khả năng trấn trạch trừ tà nữa đấy ạ. Những anh chị nào mà vẫn chưa sở hữu những cái tác phẩm phong thủy giúp trấn trạch trừ tà thì Long Quy cũng là một tác phẩm đáng để anh chị lựa chọn ạ. Như anh chị quan sát thấy đấy, màu vàng óng lợi cực kỳ đẹp luôn. Nếu chị yêu thích chất gỗ này thì không thể bỏ qua tác phẩm này đâu ạ. Tác phẩm này chú Long Quy chúng ta đang đậu trên một đống tiền vàng cực kỳ là nhiều luôn ạ. Anh chị có thể thấy đây, những đồng tiền xếp chồng xếp lớp dày đít cực kỳ nhiều luôn ạ. Và cũng có một chú rùa nhỏ đây anh chị nhé, cũng có một chú rùa nhỏ đây ạ. Vâng, và tác phẩm Long Quy lu kháo vàng này ạ có kích thước chiều ngang 72, sâu 75 và cao là 30 ạ. Giá cho tác phẩm này có giá 8.600.000 đồng anh chị nhé. Tác phẩm này rất là lớn luôn đấy ạ. Vâng, chỉ 8.600.000 đồng thôi, chưa bao gồm phí vận chuyển. Nếu anh chị ưng tác phẩm này hãy comment chữ chốt kèm theo số điện thoại bên dưới giúp em nhé. Vâng, như vậy chúng ta vừa đi chiêm ngưỡng xong hai chú Long Quy, một chú Long Quy bằng gỗ hương và một chú Long Quy bằng gỗ nu kháo vàng. Nếu anh chị ưng tác phẩm nào thì comment chốt tác phẩm đó kèm theo số điện thoại giúp em ạ. Và nếu anh chị cảm thấy những tác phẩm bên em đẹp, hãy cho bên em lượt like động viên tinh thần anh chị nhé. Và đừng quên chia sẻ video bên em công khai đến những trang mạng xã hội Facebook hoặc Zalo ạ.
Những anh chị nào vẫn chưa nhấn đăng ký kênh Tượng Gỗ Trung Kiên thì ngay bây giờ hãy bấm vào đăng ký, kèm theo bấm vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi bên em có video mới ra mắt ạ. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh chị.